Cùng nhau unbox Gimbal Smart X nha các tình yêu. Hello, chào mọi người. Thì hôm nay Takeomara sẽ giới thiệu với mọi người về cái sản phẩm mới của dòng Gimbal ao chuột. Thì sản phẩm của bên mình sẽ có một cái tay phát tay bảo hành chính hãng đấy nha. Thì về chế độ bảo hành thì bên mình sẽ bảo hành sản phẩm là 18 tháng. Ok, sau đây mình sẽ unbox ra cho mọi người xem nha. Thì bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái AirPods 3 chân và cái cáp sạc. Kèm theo đó là một cái tờ hướng dẫn sử dụng đã được HT Camera việt hóa lại. Thì đánh giá về sơ bộ thì con này nó có thiết kế gần như là giống với lại cái dòng Gimbal Smart X Air và đã được phân phối bên mình. Nhưng có một vài cái chi tiết thì nó khá là khác. Ví dụ như là ở đây chúng ta có thể thấy một thiết kế như chỗ này. Phần giao diện nó sẽ mượt hơn, nó sẽ đẹp mắt hơn là cái con Smart X Air. Thiết kế nó sẽ tinh xảo hơn. Và những cái và nó sẽ bổ sung cho chúng ta thêm được cái tính năng, đó là tính năng giữ cố định khung hình mà có thể thấy. Thì cũng như những con gimbal khác thì trước tiên chúng ta muốn sử dụng cái gimbal này, chúng ta phải bắt buộc phải cân cái điện thoại cho nó ngay. Thì ở cái con gimbal Smart X này thì nó có một cái vài ưu điểm, nó sẽ thiết kế khác với là con X Air ở chỗ là cái con gimbal Smart X nó sẽ không có cái lấy nét và hao nét như ở con gimbal Smart X Air. Bù lại thì chúng ta có thêm một cái đèn ở phía sau, lúc này cục tận đây nó sẽ lên đèn. Đèn thì chúng ta sẽ có 3 mức độ sáng khác nhau. Và hệ thống sử dụng pin rời. Đây. Pin này thì các bạn cũng có thể thay được. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta đi du lịch, chúng ta đi dã ngoại thì chúng ta không có mang theo cáp sạc hoặc là ổ điện để sạc trực tiếp, chúng ta có thể mua loại viên pin này để thay vào. Ok, thì ở phần sau mình sẽ giới thiệu tiếp hơn về so sánh giữa con Smart X này và con Smart X Air. Tạm biệt các bạn.